Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngay bây giờ chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Tin. Chào mọi người đi nào, bác thanh niên ơi. Hello, đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái mini game bạn ơi. Đấy các bạn thấy không, ngày hôm nay chúng ta sẽ có mặt ở trong một cái sảnh rất là mới. Ở dưới này đó là không nhìn được các bạn. Đại khái là ở dưới này sẽ là hai cái hòn đảo, hai cái gọi là lâu đài đấy, kim cương với cả emerald. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi là diễn ra một cái cuộc chiến bắn súng các bạn nha. Đấy thì thôi, chọn team nhỉ. Núp hôm nay núp với cả chuột team đây. Chọn team kim cương cái chuột này. Đấy, trời ơi. Kim cương kia. Rồi, ok các bạn ơi, xuống cái này đấy. Chùi đây nhà mình đặt điểm hồi sinh đây đã. Ok. Rồi, tính đến chuột đi đâu rồi? Đây rồi. Rồi, ok các bạn ơi. Vừa vào đi chúng ta, ok à, súng mua bằng vàng à. Ủa hình như là phải tiêu diệt đối thủ các bạn. Rồi. Ok, hình như là vừa vào chúng ta được cái đồ miễn phí duy nhất đó là một con dao. Rồi, ok, phải bắt lock qua bên kia rồi chú ơi. Ủa, ôi, tỉnh nha. Thế, từ từ á, mình có cách bạn ơi. Ok, bạn ơi, chúng ta sẽ bắt lock qua bên kia. Ui, à, đúng chứ, đâu, để nút bắt lock cho. Để nút bắt lock cho. Cao thủ bắt lock đây. Trời ơi, đấy, ok, bạn ơi. Úi, trời ơi, ok. Ok, yên kia ra bắt lock và đứng lại qua bên này đánh nhau đi. Trời ơi, ok. Rồi, ok, bạn ơi, bắt qua này. Chuột lên đấy, chuột. À đây, đây chuột đấy block ba, chuột quên chưa đấy block. Ok bạn ơi. Nào này. À, đi ngô đi. Ui đúng được hai vàng chưa ta? Hai vàng rồi. Hình như hai vàng đủ khẩu súng rồi. Ừ chuột sang kiếm hai vàng đi. Ừ đúng có súng rồi. Để chuột sang. À đúng có súng rồi bạn ơi. Ờ. Phải không ta, hai vàng được khẩu súng ta. Ừ đúng rồi đúng rồi. Rồi chúng ta đã có khẩu súng đầu tiên bạn. Ok thả luôn chứ. Ui súng lục à. Kia được 2 điểm rồi kìa. Ok, tất nhiên rồi, 2 điểm. Hôm nay chúng ta nâng cấp đến súng cuối cùng luôn các bạn. Cái này đạn gì đây? Ờ. Ôi rồi, hay. Đạn lén nhá, chủ. Đạn đâu rồi? Lén nó mà lén. Đấy đấy thẳng mặt luôn cái gì? Thắng mặt mà không tác ý nè nè nè. Bí hồ rồi. Ây da. Ây da. Hay. Ui rồi ôi. Ôi rồi hai rồi xong rồi hai điên. Hai điên kia bên không có súng đi chơi gì. Ôi trời ơi. Tân điên kia đó thằng sau lưng. Trời ơi. Ăn. Ta nó chút này. Bây giờ thế này chơi này nó có hơi quá đắng lắm không nhỉ? Bây giờ chuột rồi ok, thế sang nhường chuột sang nhường cho mấy mạng cái thà chứ bây giờ mà mấy thì không có súng tội các bạn ạ. Ai cho nhường. Này chạy qua bên này núp cho hai vàng. Trời ơi thà chứ. Quá mà mấy. Rồi đấy đấy thanh niên kia đi còn được gã rồi tôi chịu rồi các bạn cái team kia thà. Trường quá. Cái team kia đây này hai vàng này cho hai vàng nữa nha. Thế có mấy tổng cộng là mấy rồi? Nghe ba cục rầu. Đây đấy đánh đốt mạng này đây rồi đấy mang về chia nhau đi. Thà luôn chứ chả có. Chả có đối thủ nào tốt như mình đâu các bạn ơi. Đây đây là cái tòa lâu đài đấy các bạn ơi. Ui cái này nhiều chỗ trốn lắm này. Ai ủa tìm mình vừa súng này nhanh lên trời ơi đấu súng mà không có súng thì hơi lạ rồi ok bạn ơi ôi ôi vừa lên phát bị bắn luôn tất nhiên rồi tất nhiên rồi ôi súng này bắn súng này bắn khó quá các bạn ơi ôi tìm đạn mà ơi đất ơi nhỏ đầu ra cái đạn băng đạn màu trắng ấy màu trắng trắng này đây mua súng cho này bị ôi một bé ôi trời ơi đặt điên rồi xa thủ đấy xa thủ ăn đu đủ không cần thiệt đấy trời ơi thanh niên kia không có súng mà cứ lên lớp đó làm gì đây đấy em một bé ui rồi ôi năm vàng cứ năm vàng chúng ta sẽ ai lên chân bí ngô lên chân rồi ok trời ơi chuột không xử được à lúc làm một mình bảy kim ấy kìa ôi rồi ôi lon quá các bạn ơi mấy thanh niên này lon này cái này không có ông nhắm nhỉ. Rồi, cái chỗ đó rồi. Ôi, xuyên tường à? Rồi, ok, súng, có khẩu súng bắn được xuyên mà. Ủa, nhưng mà xuyên hình như một block thôi. Rồi nha. Rồi, Đúp đã nâng cấp lên gọi là cái súng mới bạn ơi. Cái gì, Mauser C96 à? Ok. Chuột ghê đấy. Sử thế đi khang luôn rồi. Hay, nice sử, nice sử. Ok. Này, thì chuột sử này. Ok, bạn. Từ rồi. Trời ơi. Ơi, súng. Ê à. Này, thì đúp này. Ghê quá. Đâu ta? Không biết ê thanh niên đâu ấy hình như thanh niên sang nhà mình rồi ở đâu trời ơi đâu, thanh niên bị đánh đòn tâm lý rồi ôi à
rồi, ok, nó biết đâu rồi. Làm gì có đó. Nó biết đâu rồi. Nè nút 11 mạng rồi kìa. Tất nhiên rồi. Quá ghê rồi. Thấy là nếu đâu. Thanh niên nó bắn được kìa. Thanh niên không mở cửa bắn được kìa. Ừ, người ta bắn xuyên cửa. Thầy nó đang mở cửa, cày đấy nhờ, chết sợ rồi, mày nói chuyện tào lao với thằng kia đó bạn ơi. Không sao, chúng ta vẫn... Ủa em được 3 vàng rồi, biết không được nhiêu vàng rồi, biết không? Anh được 4 vàng rồi. 5 vàng mới mua được cái này. Anh được 4 này, anh được 4 này. Ok. 5 vàng. Đây Khang ơi, Cái này nó hơi bé bạn ơi. Bé đang giao dịch các bạn ơi. Tiếp theo là cái gì đẹp mau sơ gặp ôi. Đâu ta? Mouse 96 đây. Ây da, bé này. Trời ơi, 3 viên tiết luôn á. Cẩn thận chứ, phải cẩn thận chứ. Phải cẩn thận chứ. Cái giai bác sĩ tôi. Ngoài súng ở đây là có tùy từng khẩu bắn được xuyên tường các bạn ơi. Nào. Nhường thôi. Nhường á, cái mình nhường này. Bạn ơi. Ôi chuột ơi là chuột ơi. Ok. Rồi ok bạn nâng cấp lên súng tiếp theo. Uầy. Đây. Muốn chiến thắng là chúng ta phải nâng cấp lên súng gọi là vít nhất nha. Ôi này. Nhìn Khang cầm cái vẫn còn yếu này. Uầy tới nha xem nào. Cái này là small pitch. Ờ đây ok bạn đây. Uầy. Ngồi xuống để không cho đối thủ biết ở đâu. Ồ, bị Ngô quen rồi nhá, bị Ngô học được cách bắn rồi. Ui. Này, đi học được cách bắn rồi này. Làm sao mà đỡ được. Đúng không tìm được em đâu. À, no. Leo trên kia thấy rồi. Leo trên kia ta thấy rồi. Người bạn ơi. Sao mà thấy gì? Bánh me em biết anh đang canh me. Đấy nha, mình canh me đó bạn ơi. Này đi chỗ. Ai à. À đúng chứ. Cày đấy nhờ các bạn ơi. À tôi ngồi thế mà thanh niên vẫn thấy kìa. Ảo hơn đấy. Này cùng rồi này. Còn nâng được khác không? Quen mùi hả? Quen mùi hả? Bí ngô định quen mùi ai đấy hả? À. Ngô nhiều đạn không biết. À lộn. Năm thì đổi súng đi, đổi súng khác đi. Đúng rồi, đổi súng khác nó mạnh hơn đấy. Rồi, mỗi súng là sẽ tăng thêm một ít đam đấy, nhà sản xuất vào thế. Ấy à, đây bắn nhanh quá các bạn. Khẩu kia thì được cái bắn nhanh bạn. Nhưng khẩu mình thì cũng mạnh mà. Này một viên các bạn ơi, một viên một bé. Rồi, chúng ta sẽ đổi lên uầy khẩu Anaconda. Sẽ là phải không ta? Nghe như rắn vậy. Uầy, khẩu này là sơn súng tăng đam rồi, tôi nhìn thấy có màu sơn này rồi. Thả chứ. Tôi nhìn thấy có màu sơn này, tôi nghi các bạn ơi, sơn súng tăng đam rồi. Uầy, khẩu này thay đạn nhìn chất thế nhở. My god, các bạn thấy không? Uầy, thay đạn nhìn chất. Giờ đấy đây có giáp này. À đúng rồi, chúng ta nâng cả giáp nữa các bạn ơi. Giáp nhưng mà hình như là giáp hai vàng phải các bạn ơi. Có người đang lên trên nóc nhà. Kệ người ta. Ơ chỗ này nó không lên được các bạn ơi. Có người đang lên nóc nhà đây, làm sao? Thì làm sao? Trời ơi. Ta không chạy à? À thấy rồi. Ui giời ơi đây đây. What? Ui một phát đi mình ạ. Tất nhiên rồi, toàn cao thủ ăn đu đủ không cần thiệt thôi. Toàn cao thủ ăn đu đủ không cần thiệt thôi. Được rồi, ấn hơn chi thuật rồi. Trời ơi, súng này bắn ghê quá à. Ây à. Sao có thể như vậy được. Thì nước ở đâu nhở? Xạ thủ tầm này, xạ thủ là. Ngồi xuống. Xạ thủ tầm này. Chạy lên à. Trên nóc nhà, trên đỉnh tháp. Biết rồi. Xa thủ tầm này là rồi, ngắm rồi, đứng từ trên ngắm xuống rồi. Cái này phải ngồi xuống các bạn ơi. Muốn đối thủ không biết thì phải ngồi xuống. Ê, hay quá chỗ này. Đúng tí đi. Quá hay. À
cái à? Ui, cày đấy chưa. Thôi ok, lúc đổi giáp á. Muốn xạ thủ không biết thì phải ngồi xuống các bạn ơi. À, nguy hiểm quá. Đổi áo giáp, áo giáp. Rồi, rồi, ok bạn ơi. Ui, nhìn chất lượng thật. Cảnh em à. Thì chạy này. Ngồi xuống nha, phải ngồi xuống nha. Ui, đừng để cho đối thủ biết mình ở đâu. Đúng vậy. Ôi trời ơi, nghe vậy. Này Khang à, Khang à. Hiển thị cái tên. Thiệt thiệt. Này thì đâu mới được có 2 vàng. Cái giáp đã. Giáp được 2 vàng này một áo. Ngồi liền bạn. Ui, nhìn cái áo phát của cơ bắp liền. Ôi. Này, ai à. Sao giáp vẫn thua vậy? Trời ơi, giáp nó chỉ giảm sát thương phần nào thôi. Không biết ở đâu. Ai à? Chưa thấy đâu này. Ây! Cái gì? Ây! Cái đầu ấy nhờ. Ngồi xuống anh em. Ngồi xuống đi mấy người. Ngồi xuống. Eo ơi, xuống đây đều quá hả? Đúng rồi, thôi anh em. À, thấy rồi nhá. Bắn, ui bắn trả xin dê, bắn trả xin dê đâu Khang à. Ủa đình chiến. Cái gì? Làm sao? Thế đi súng đảo à, tử nha, xem nào, quần à, ok, quần mấy giày này, rồi, full bộ áo giáp bạn ơi, chất lượng thế nhở, ok bạn, ui, trời ơi, xin thật sự bạn, ok, xem nào, bây giờ chúng ta còn dư 5 vàng này, mình sẽ nâng cấp lên súng khác bạn ơi, súng này mạnh thật đấy, đúng là sơn súng tăng đao bạn ơi, xem nào, bây giờ mình sẽ, ui, khẩu, tiếp theo khẩu gì đây, ui, khẩu này nhìn nó vẻ là cũng sơn màu này, tôi thấy sơn màu vàng này các bạn ơi. Ui, con này thay nạn cũng xịn đấy. Đây. À, tự nhiên Khang sang nhà mình kìa. Đâu. Ở trên này, trên khi nào. Đang khi nào. Trên này, thấy rồi, đừng có mà trốn, đừng có mà điêu. Đúng rồi. Khang này. Đúng thấy rồi, đúng thấy rồi. Vừa thấy thanh niên nào nhảy con té cũng lộn cổ cơ. Này, thì chuột. Ây. Ui, nhường đi. Em ra đây. Áp đảo quá. Nhường vai cái nâng à, đồ đi. Hai ca. Ui, chết giờ rồi, chết giờ. Cái này đạn gì đây? Piston à? Ơ kìa, đã hết đạn lúc nào rồi? Các bạn không để ý. Rồi, ok. Này. Rồi, ok bạn ơi. Ui, mình thế nào cố gắng tiêu diệt mấy mạng nữa thôi, nâng cấp lên súng tiếp theo bạn. Súng này lắm quá. Ui giời ơi. Mấy nhìn hình như bắt đầu nâng cấp lên cái súng giống mình rồi đấy. Cũng ghê đấy. Ghê đấy, nhưng mà cũng bình thường thôi. What? Cái gì vậy? Sao lại bắt được? Này. Trời ơi. Yeah boy. Chào Khang. Ấy da. What? Súng. Nó bảo ơi, súng rồi. Sơn súng bắn xuyên tường nữa. Ghê đấy. Ui rồi. Chỉ cần nhìn thấy thấy được vị trí địch ở đâu rồi. Cũng bình thường thôi, Ui da, ui, anh Lúc bắn hai. Ê, thì Núc này. Vâng chứ. Anh nhìn đâu anh? Núc còn một mạng nữa, Núc có thể là nâng cấp lên súng khác các bạn ơi. Ui da. Đâu ta? Ui da. Ghê đấy, chuột ghê đấy. Đâu rồi, thế nhìn Khang rồi. Thế nhìn Khang trốn rồi ấy. Mình là ninja. Mình phải ẩn hơn chi thuật. Thanh niên này quen mùi ở đây. Em bí ngô các bạn ơi. Bí ngô quen mùi ở đấy các bạn. Ok. Ngồi xuống ngay. Nào, nha, mình sẽ nâng cấp. Lúc xuống mình không bắn xuyên tường được nhỉ. Rồi, ok, sao không bắn được. Bắn được chứ, trời ơi, người ta chỉ. Ui, đây là trời nha, shotgun phải không ta. Chết dở rồi bạn ơi. Đến thời kỳ của súng cũng tầm gần rồi. Con chuột nào. Ui. Ây à. Ai à, súng yes, thanh niên bắn đâu ấy. Không, lúc đó đâu rồi, em bắn liền. Khó quá bạn ơi, chết dở, mình bắt đầu lên vô là phát là bị bắn liền. Mình bắt đầu lên súng tầm gần nữa bạn ơi, khó rồi. Ôi, làm nào để kiếm được đấy. Ok bạn, không sao. Ê à. Qué đàn dữ ta. Dạ, súng này qua thua rồi bạn ơi. Qué đã. Này thì chuột này. Thôi, sẽ đứng rồi nhỉ. Ai à, cái gì đấy? Từ bố súng, từ. À, tao đi lại. À, nó súng lên lòng quá. Vô đang gặp súng nè. Vui lòng quá các bạn ơi. Sơn súng rồi. Ây da, rớt cái súng sơn rồi. Không sao bạn ơi. Bắn theo kiểu mèo mù. Bớ. Súng này mạnh nè. Ủa, đạn bay đâu, từ trên trời bay xuống vậy. Trời ơi, đạn này đạn tứ phương. Hảo thật đấy. Đạn này hơi bị ảo các bạn ơi. Ủa, ông chết luôn kìa.
Hơi khó nha các bạn ơi, tự nhiên thì tôi mua block tôi sao bên kia tôi chiến đấu mấy thanh niên các bạn ơi. À đúng chứ. Ai à, không sao. Đó, ta à? Ta bắt block qua. Quay và sợ không bắt được qua các bạn ơi bởi vì à. À. Sao có thể bắt được cái nữa. Ui trời ơi. Súng này bắn sao, vẫn bắn chết kìa. Buồn cười chứ các bạn. Căng quá, căng hẳng quá. Đâu à? Chưa ra hồi hộp. Không có được đâu, không có được đâu. Ui, đúng đúng không? Không được đâu bé ơi. Đã tỏa mà, trời ơi. Biết rồi nha, biết chỗ rồi nha. Được, được tưởng em không biết sao. Ui à? Ê, biết à. Người ta bật rào rồi đó. Rồi, mấy gì, đâu hết rồi. Lên trên đỉnh mới được. Ui, không súng này bắn gần các bạn ơi, đâm ra. Ai à? No. Ui. Thế nào mình được bao nhiêu à? Ui, không sao, sắp nâng cấp lên súng khác rồi thử nha. Ui, súng nào, này nào, xong, ui, súng này ông lên, súng này mới này xịn lắm hả? Ok bạn. Không sao, chúng ta gọi là nhịn điều kia, chúng ta sẽ chuẩn bị nâng cấp lên. Ai ơi. Chuột chuột có bao nhiêu vàng ấy chuột? Chuột có 3 vàng. Đây vừa đây vừa đây vừa đây vừa đây vừa đây. Ui ôi. Vừa đây để núp nâng cấp bạn, núp bỏ qua cái thời kỳ của cái súng thuật gan đấy, súng này thì cận chiến lợi rồi. Tầm này là súng. Ui. Đấy, thôi. Anh đi nút 39 mạng rồi. Trời ơi, người ta nãy giờ người ta bị ấy nha, bị chèn ép do súng cùi ạ. Ok bạn ơi. Rồi xem nào. Mình sẽ ok bạn. Rồi xem nào. Thầy đạn. Ui, súng cái súng kim cương rồi à. Ai, đến thời kỳ của ta rồi. Thời kỳ. Bia. Ui. Gì bắn ghê thế nhỉ? Này, cũng được. Giờ là căng. Ai à? Rồi, không nghe rồi, không có gì mà lầy lọ đấy. Lầy lọ luôn. Một viên, mua súng tiếp, mua súng tiếp. Trời ơi, người ta sơn tiếp này. Rồi. Đừng có đùa. Sao còn bao nhiêu vàng không? Em còn 3 cuột. 3 cuột à? Cho anh xin 3 cuột đi. Đây, 3 cuột này. Cái gì đấy, súng bắn xuyên kìa, mấy thằng bắn xuyên tường kìa. Ở đây à. Sử súng tăng đam đấy, hiểu chưa? Có tên nước rút qua kìa. Ai à? Ui, cái bắn hiệu. Ui, bắn hit luôn. Okay. Đúng rồi, mấy cây này bắn một viên đầu đi luôn. Chuột. Ai à. Nhờn. Cái gì mà chuột? Nhờn với chúng tôi à? Chuột. Ai à? Đối với chúng lao à? Ai ơi, quả nhất người luôn các bạn. Nóc hết. Làm sao cản bước được. Ôi. Cái gì đây, thanh niên kia định làm gì đây? Thanh niên kia định tập nhảy. Ta tính làm hai like. Ô. Hai. Đừng có me. biết rồi, biết được. Đó rồi, bị me rồi. Thì đi biết rồi đấy. Ui ôi, đi núp rồi. Ok các bạn ơi, thôi mình đủ tiền rồi, mình nâng cấp súng khác này. À được rồi, ok các bạn ơi, súng tiếp theo là súng gì đây? Ui, mình đi được một nửa rồi. Cái gì đây? Full moon à? Ui, súng này liên quan mặt trăng mặt trời gì đây, nhìn đẹp thế này. Ok. Đâu, thế nào. Ây à. Vừa mới nhìn thấy trên luôn à. Súng bị bắn nhiều tiền đấy. Ờ, súng này ghê lắm, súng này nhìn ngầu lắm nha. Đi hả? Chết rồi, thanh niên tới cái súng gì rồi. Mình còn mới cái súng lục. Ê. Tí thanh niên bí ngô đi. Tí bí ngô chưa thấy đâu. Mà bí ngô cứ móc đằng sau bí ngô à. Hợp ta. Ta thanh niên chỗ nào ta? No. Ở đâu đâu. Súng này xịn thật các bạn ơi. Cái khẩu này xịn thật đấy chứ. Mấy khẩu sơn sơn sơn. Ok, hai. Ai à. Được, cũng được. Nói chung là cũng được. Này thì chuột trốn ở đấy nha chuột. Trời ơi, nghe hết nha. Ok. Không sao bạn ơi, mình có cách khác rồi. Ai à. Ghê chưa, sợ chưa. À, chứ mới ngồi đầu đây thì người ta bắn được quả headshot rồi các bạn ơi. Ủa? Dạ. Ủa? Cái này sọt gân mà. À, đúng rồi, cái... đúng rồi. Đến thời kỳ sọt gân là... Tới công chuyện rồi. Thời kỳ sọt gân là tới... À, tới củ kiệu luôn. Sọt gân bắn kiểu gì đấy.
Sọt gan này, sọt gan này. Dở là đừng nói sọt gan nha biết không ơi. À quên nói sọt gan mới đổi được xuống. Này thì ok. Cũng được thêm cục vàng. Ủa năm cục vàng mới đổi được. Trời ơi, khẩu quay bắn nhanh lắm. Khẩu quay bắn nhanh lắm. Ui. Nhiều tia lắm. Khẩu quay cảm giác bắn thích dã man luôn các bạn ơi. Trời luôn cái áo giáp mà nhìn như cái thùng vậy đó. Bị ngủ trốn đấy này. Trời ơi. Ok bạn. À, một viên một bé. Bé nào? Áo. Áo à. À đúng một cục vàng nữa thôi mà. Ơ kìa không thấy luôn đi. Một cục vàng nữa thôi. Bí ngô à. Vậy. Cái này là phải săn chuột, anh đi núp lên trên kia xa quá, bắn không tới. Đâu. Này, chuột. Đi săn chuột này. Ôi, mình mới được mấy chục vàng, 12 vàng các bạn ơi. Ui, no, cho ra. Ui, dồi ôi, ok các bạn ơi. Đường vòng ra đúng không? Đằng sau mình có nhà, đằng sau có đường đi mà. Đứng trên cái chỗ này, đứng trên cái chỗ chào xong bắn xuống. Ok, à, rất. Cái gì? Ui, dồi ôi. Ai à, cũng được. Cũng được. Ok bạn ơi, mình đổi súng khác. Ui, tính ra mình có thể đổi liên tục 3 khẩu súng khác rồi đấy. Nhưng mà thôi, mình cứ test xem nào. Khỏi. Một bé này. Ui, nhanh đấy. Trời ơi, súng xịn mà, càng ngày càng súng xịn mà. No. Rồi ok, bé kia đi rồi. Bé kia đi qua nhà mình đấy. Bé kia đi rồi. Ui, khẩu này khẩu cắm mập các bạn ơi, XM8 gọi là băng tuyết à. Ôi, chưa kịp nhảy lên đã bị bắn rồi. Cái dòng gân thì bắn xa cái gì đây? Ây, chưa lên đạn. Chưa lên đạn. Anh trong tay là chết rồi. Trời ơi, bảo Bí Ngô đổi tiền cho đứng lên, trời ơi. Bí Ngô cho em xin một cục vàng đi Bí Ngô ơi. Đấy, có cục đi. Rồi, ok, đổi khẩu súng khác các bạn ơi. Ui, mình có lại dư 15 mà có thể đổi được 3 khẩu súng. Ui, may quá, dư tiền các bạn ơi, ui ơi. Rồi. Rồi, ok, đây là khẩu shotgun đây, mình cũng bắt đầu có khẩu shotgun này. Ok, nhưng mà may quá mình vẫn đẩy. Này, này, thì bắn chuột à. Ui dồi ôi. Rồi, các bạn ơi, cái khẩu này bắn chỉ cận chiến thôi. Thôi, chúng ta nick luôn bạn. Đó, xem nào. Kỳ của anh em mình ở biết rồi. Uầy, thời kỳ của ai? Thử nha, khẩu này đạn gì đây? Small Refire, ok. Ui, nè. Small Refire đúng không? Ok, đây các bạn này. Mình để mình nâng cấp cái này đó. Rồi, ôi, chính ra chúng ta sẽ là khẩu này cũng chắc là cũng mạnh đấy. Nhìn nó vẻ ngầu mà cũng gọi là sơn đấy. Ấy à? Ui à. Ok các bạn. Chuẩn bị thêm đi, chuẩn bị nha. Trời ơi, hết đạn kìa. Ui giời ơi, khẩu này được quá nha. Chưa kịp bật nhắm lên thời nha. Ui dồi ôi, xuyên. Ê à, vừa bắn được con viên à. Viên kia súng nhanh quá. Ây à, đã ngắm sẵn rồi các bạn. Khẩu này không ăn thua bạn này. Sao mới đi bắn xuyên được? AK-12 này. Ok, ô, người ta bắn bình thường mà. Rồi. AK-12 ra nào. Ồ, khẩu này có vẻ nhìn ngầu này các bạn ơi. Mà khẩu này không ngắm được. Ok. Ok kìa. Anh chuột đứng bên mé bên đây nè. Không nha, không biết gì nha. Chết rồi, dính vào tơ nhện rồi. Ai ôi. Cái gì dính vào tơ nhện kìa. Cay thật sự bạn ơi. Ê, thay đạn. Ây à, ui, quả headshot chết luôn bạn ạ. Ây à, thiên nhiên đi chưa đúng mà. Đã có súng sơn. Ok các bạn ơi. Bí Ngô không đổi giáp rồi, Bí Ngô. Bí Ngô không cần giáp. Nha, mình sẽ đặt. Ui, dư luôn rồi bạn, thôi đổi khẩu khác đi mà ấy đi. Đứng ngay chỗ đó. Chúng ta còn 1, 2, 3, 4, 5. Ui, 5 khẩu súng đó là mình mắc rồi, mắc súng rồi. Khẩu này có vẻ nhìn ngầu này. Ui, khẩu này có ngắm luôn bạn, ông ngắm luôn, X4 luôn. Ôi trời ơi, hợp lý. Ấy không có đến nơi kìa. Đến làm sao được mà đến. Ui. Đó là đến. Hở ra là chết. Ui ôi. Này thì hở ra đi. Khẩu này ngắm hơi hở khó. Này. Khẩu này ngắm hơi khó các bạn ơi, nhưng mà được cái là khẩu này có vẻ mạnh đấy. Mình thấy là có vẻ mạnh. Ui ôi. Rất mạnh. Ây da, đi bắn đầu đi. Đầu sao thấy được. Tôi thấy được. Eo ơi, khẩu shotgun đều quá.
Thanh niên cũng đến thời kỳ shotgun rồi mà. Ê, cho tiền đổi cái khác này biết không? À, phải đổi khác, trời ơi, khẩu shotgun nó chỉ là tiền đà thôi. 4 khác ơi, một viên nữa thôi. Đây đây. Au. Đây. Tiếp tục ra đổi ngô. Bắn đi. Ui giời. Ok, phát hiện hình núp đứng ở đâu rồi. Để biết địch đứng ở đâu thì mình mới bắn được. Cái đường này đang được. Biết điều. Biết điều. No. Biết điều rồi, lên đây. Biết điều à, rồi. Vậy sao chùa? Đâu ta? Nhìn chui đâu ta? Trời ơi. Đoán được. Đủ đấy rồi. Ta chết dở, đứng này. Ôi không ôi, thấy mình khỏe rồi. Thanh niên nhảy lên nóc nhà luôn. Tắt đèn rồi, người ta đứng trên cao, người ta cam xuống này. Trời ơi. À, này, rồi, vừa nói xong qua đây. Ui, vang đạn quá. Vươn đi. Ú, 9 rồi các bạn ơi, không sao. Đây, mình sẽ đổi qua gọi là súng khác coi. Là chúng ta ủi quá thanh niên trời đi luôn. Ui cổ mờ cái gì lên 110 à? Ok bạn. Ui con này nhìn giống kiểu Doraemon đây. Ui khẩu này nhưng mà khẩu này có bàn chân gấu bạn ơi. Rồi ok nhá. Ui nè nè nè. Kìa, bên góc kìa núp kìa. Rồi ok từ á, để núp ra thay đạn đã. Này. Kìa, cái này không phải à? Cái này là gì đây? Regal sniper bạn ơi. Ui. Được. Rồi ok, mình sẽ nhặt hết mấy này đi. Được ra lại bắn chưa ơi. Anh biết là đâu rồi. Khẩu này có vẻ là nhìn sơn ghê gớm lắm bạn ơi. Khẩu này có vẻ nhìn sơn ghê lắm này. Ok bạn. Rồi. Chúng ta xem rằng nó sơn như thế nào bạn ơi. Đây. Ngắm lên là có bàn chân gấu ở đây luôn này. Ui xịn thế nhỏ. Ok. Bàn chân gấu. Đâu rồi ta? À biết rồi nha. Ây da. Thấy núp rắn ở đâu ấy nhờ? Thấy núp đứng ở đâu ấy? Ai ôi! Cái khẩu này bắn khó quá bạn ơi! Rồi, buôn buôn đây rồi! Ui trời ơi, quét sạch! Chết chợ rồi bạn ơi, đến... Đến thời kỳ này khẩu này bắn khó quá! Khẩu này nó chỉ ngắm được thôi bạn ơi! Khẩu này dành cho sniper rồi! Làm sao bắn... Okay. Này thì làm sao bắn được á á luôn. Ai ô. Khó quá bạn ơi. Thôi để đẩy súng ra ra. Thế nào súng ra. Tiếp theo là khẩu gì đây? Ui ôi cũng ngắm à. Trở rồi các bạn ơi. À, khẩu này ok bạn ơi. À, xem nào. Ruột này. Để mình xem là khẩu. Trở rồi. Cái khẩu này khó. Ui. À, chúng ta xem nào. Ôi chợt ló cái đầu đi. Đây. Ta sẽ đổi khẩu này đi. Ui. Có ai sống khẩu K98 nhỉ? Ui. Cậu ấy bắt đầu khó dần rồi bạn. Úi trời. Lên clip liền. Nhân. Cậu ấy bắt đầu công phá xuyên block dễ lắm này. Đâu rồi. Chạy xeo. Rồi ta, đúng rồi ta. Ta thấy nó đứng trong đó mà. Thôi sao mình ngồi xuống mắt mấy thế này vẫn nhìn được nhỉ? Em đứng một bên cạnh. Không, người ta cứ dò thôi, trời ơi. Kìa sao đứng bên kia kìa. Đứng bên góc của em không thấy Vigo ơi. Cái gì hả? Ôi, khẩu này sự có bè to quá. Đây, xả đạn ghê quá các bạn. Ai à? Ui, khổ thật các bạn ơi. Này bắn cái khe nhỏ hết nay cũng bắn được à. Ôi, bạn này không sao, còn... Ui. Còn cái nịt. Đấy chưa, còn cái nịt. Còn cái nịt này. Còn cái nịt này không sao bạn ơi, chúng ta phải trải qua thời kỳ khó khăn của súng này chúng ta mới có thể là. Cháu ơi bao nhiêu đánh cây ngọt bùi. Còn cái nịt này. Ui súng băng hả? Frost này. Leo lên. Ui ôi. Ai ui. Ui cái này đỉnh này, cái này đỉnh này. Còn. Ui da. Bắn đâu ghê rồi. Tự nhiên cái bắn đâu ra. Ai à. Làm sao mà biết được. Dạ rồi núp còn một vàng nữa. Đây chuột có 6 vàng này. Đâu 6 vàng đâu. Vứt cho núp một. Khổ này khổ sở quá già luôn chứ.
À, thằng nào núp tính ra núp còn 3 khẩu nữa thôi. Thì tính ra tầm 15 vàng nữa, núp có thể khẩu gọi là xịn nhất là chúng ta giành chiến thắng rồi. Đó, thằng nào đây. Ok bạn ơi. Đấy. Ui còn 2 khẩu nữa bạn ơi. 2 khẩu nữa thôi. Còn kiểu nghiêng. Ủa ai? Okay. Bắn không trúng rồi. Ai à. Ôi. Hay dê. Cảm ơn Khang nha. Cảm ơn Khang cái số vàng chuột nha. Ai à, cảm ơn không có gì, không có gì. Cười bắt cổ quá. Ui đồ. Sao có mình bắn nhanh đi nó miếng nhỉ. Đây mới là dính này. Đây mới là dính đạn này. Phải phải tiếp cận gần các bạn ơi, khẩu này bắn khó quá. Ui dồi ôi, cầm sụt gắn á. Kháng ấy có vàng không cho mình. 2 Cần 2 cục phao à. Cần 2. Đấy, còn bé cục đó. Mừng đi. Ôi dồi ôi, sụt gắn không bắn được. Trời ơi. Không có, còn đúng 3 vàng à. Chú bắn là hay quá chú đây. Ra là chết. Đấy, để em gắn cho, Gắn này. Ôi dồi ôi. Gắn này, đây có 2 vàng này. Trời ơi, có, ôi dồi, đúng có 8 vàng này. Ơ, 8 vàng này. Đây, chưa có 6 vàng nữa này. Ok, thế đưa luôn đây. Đưa luôn để núp nâng cấp khẩu khẩu cuối cùng luôn bạn ơi. Trời ơi, cuối cùng luôn rồi. Lúc tất nhiên người ta giết 8 mấy mạng kìa. À, rồi, ok bạn ơi. Ôi, nghe bị nhiều rồi. Tính ra là mình chiến thắng ở đây nhưng mà mình sẽ test. Ui, khẩu, ui dồi ôi, khẩu này rocket à. Ờ, sao nào. Khẩu rocket yếu xìu à, chắc luôn. Bắn cho nửa cái thành phố luôn đi. Tòa thành luôn đi. Ôi ôi, không nói được. Phải làm thật các bạn ạ. Ui dồi ôi, Khang ơi. Ui dồi ôi, chuột ơi. Eo ơi, thế vẫn trúng ạ. Chuột này. Ui dồi, khẩu này lởm. Khẩu nút lởm. Lởm à, lởm này. Ui dồi ôi. Thôi làm thật các bạn ạ, thà. Thôi làm thật đấy chứ. Này, nó không bắn được. Ui dồi, khó quá. Khẩu này làm thật sự chứ. Eo ơi, súng bắn chậm thế, eo ôi, súng rút đâu đấy. Này, thì chuột. Ôi dồi, súng này như thôi làm thật các bạn ạ. Thôi làm thật. Đấy đi. Khẩu cuối cùng nhìn lởm dã man luôn các bạn ơi. Nhưng mà thôi, không sao. Cuối cùng thì mình cũng đã nâng cấp được cái khẩu súng cuối cùng rồi các bạn ạ. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã tham gia xong cái cuộc chiến giữa gọi là đảo kim cương với cả Emerald rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của Tắc ở trong nút tìm, ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.